Huyền xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today. Và thưa quý vị, chương trình chào buổi tối trên truyền hình Việt Nam do Hương Giang phụ trách, và chương trình ngày 10 tháng 3 ngày thứ tư xin được bắt đầu. Và bản tin lớn nhất ngày hôm nay vẫn là cái gói cứu trợ 1,9 nghìn tỷ Mỹ Kim của Tổng thống Joe Biden được Hạ viện thông qua, và những điều làm được, những điều chưa làm được của Tổng thống Joe Biden trong 50 ngày đầu tiên nhiệm kỳ của ông. Và thưa quý vị, những bản tin đó Hương Giang sẽ xin chuyển đến quý vị. Nhưng mà trước khi đi vào tin tức chính trị Hoa Kỳ, quý vị biết là vào tối ngày hôm qua đã có một cái kết quả bầu cử, vòng bầu cử đặc biệt diễn ra tại quận Cam, miền Nam California, nơi thủ phủ của cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Và cái cuộc bầu cử này là gì thưa quý vị? Đây là cái cuộc bầu cử vào Ủy ban giám sát quận Cam. Và đây là lần đầu tiên sở dĩ, thưa quý vị, sở dĩ mà cái bản tin này nó lôi kéo sự chú ý của truyền thông quốc gia. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà Dân Chủ đã thắng một cái ghế vào Ủy ban giám sát quận Cam tại khu vực bầu cử 2. Lần đầu tiên kể từ năm 1894. Quý vị biết là hiện tại thì ban giám sát quận Cam có 4, thưa quý vị, 4 vị bảo thủ và 1 vị cấp tiến. Bây giờ với chiến thắng của bà thị trưởng thành phố Costa Mesa thì đã nâng cái ghế của Dân Chủ lên, và như vậy Dân Chủ đang tiến gần đến cái việc là nắm quyền đa số ở trong Ủy ban giám sát quận Cam. Bản tin này nó cho thấy điều gì thưa quý vị? Bản tin này nó đang thách thức những ý kiến cho rằng quận Cam vẫn là thành trì của Cộng Hòa. Mà quý vị thấy là trong suốt những năm vừa qua, trong 3-4 năm vừa qua thì quý vị thấy là có một cái sự dịch chuyển từ Cộng Hòa sang Dân Chủ. Và sự dịch chuyển này thưa quý vị, mặc dù nhẹ thôi nhưng mà thấy một sự dịch chuyển. Và đã có ý kiến cho rằng là quận Cam bây giờ đã thay đổi từ Dân Chủ sang Cộng Hòa. Và với những cái diễn biến sau đó thì người ta đã có một ý kiến phản biện lại, không, quận Cam vẫn là thành trì của Cộng Hòa. Nhưng mà với chiến thắng của Dân Chủ vào tối ngày hôm qua thì cho thấy là ý kiến này, thưa quý vị, vẫn có một phần nào đó lung lay. Và quý vị có biết, cũng nhân tiện nói về California, bây giờ vào ngày hôm qua thì nhà chức trách thông báo là họ đã bắt giữ hai nghi can này là hai nhân viên bưu điện ở miền Nam California, một là ở Inglewood, thứ hai là ở LA. Hai nhân viên bưu điện này làm hai tại hai bưu điện khác nhau. Nhưng mà quý vị biết là đã ăn trộm danh tánh của khoảng 10 người, rồi dùng những cái danh tánh mà ăn trộm được để nộp đơn xin tiền trợ cấp thất nghiệp. Và khi mà bưu điện, thưa EDD đó, Sở Thất nghiệp, Sở Việc làm, Công an Việc làm của California gửi những cái debit card về cho những người đó thì họ đã lấy, và tổng cộng cái số tiền thất thoát của California lên đến gần 200.000 Mỹ Kim. Những cái vụ mà gian lận về trợ cấp thất nghiệp thưa quý vị, nó xảy ra khắp mọi nơi. Và quý vị biết ngày hôm qua Hương Giang đã chia sẻ với quý vị cái bản tin là nhà chức trách liên bang đã công bố thêm những cái đoạn băng và thấy rõ ràng hơn, cụ thể hơn, và họ đã có một cái số, thưa quý vị, thông tin căn bản về nghi can đã đánh bom, đã gài bom, đã đặt bom, hai quả bom hình ống tại trụ sở Ủy ban Quốc gia Cộng Hòa và Ủy ban Quốc gia Dân Chủ vào tối ngày 5 tháng 1, tức là một đêm trước khi mà cái vụ bạo loạn diễn ra tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1. Và cái, thưa quý vị, cái giải là tiền thưởng 100.000 Mỹ Kim đã được thông báo cho những thông tin nào có giá trị dẫn đến nghi can, dẫn đến bắt giữ. Và ngày hôm nay thì nhà chức trách cho biết lý do tại sao cho đến giờ này FBI vẫn chưa có được cái nhận dạng của nghi can này. Thưa quý vị, hai quả bom hình ống này được xem là hai quả bom hoàn toàn giống nhau, trong đó có những cái lỗi hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà sở dĩ thưa quý vị, bây giờ nhà chức trách có được những cái băng hình cụ thể rõ hơn, cho thấy đôi giày của người này mang kích cỡ như thế nào, mặc áo quần ra làm sao. Nhưng mà người này được cho, nghi can này được cho là biết
thú vị, biết rất rõ về pháp y hình sự. Nghi can này không biết là nam hay nữ, bởi vì mặc một cái áo khoác có trùm đầu, che mặt rồi mang một cái kiếng. Nghi can này được nhà chức trách liên bang vào ngày hôm nay cho biết là biết rõ về pháp y hình sự, biết rõ về forensic, cho nên đã không có để lại dấu vết gì tại hiện trường, cũng như là không để lại cái dấu vết về nhận dạng. Chính vì vậy mà cho đến giờ này thì nhà chức trách liên bang vẫn chưa lần ra được nghi can này và họ kêu gọi công chúng cung cấp thông tin. Cũng nhân tiện nói về cuộc bạo động tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1, vào ngày hôm nay thì nhà chức trách liên bang cũng cho biết là nhà sáng lập của tổ chức da trắng cực đoan Oathkeeper đã hướng dẫn những cái kẻ bạo loạn thực hiện cái việc xông vào Điện Capitol gây ra bạo động vào ngày 6 tháng 1. Và nhà sáng lập của Oathkeeper, thưa quý vị, đó là ông Stuart Rhodes. Và cho đến giờ thì Hương Giang vẫn đang theo dõi bản tin này xem thử là nếu như vậy thì người này sẽ bị những cái cáo buộc như thế nào. Cũng nhân tiện nói về hình sự, ngày hôm qua Hương Giang đã chia sẻ với quý vị là cái phiên tòa xét xử Derek Chauvin, viên cảnh sát tại Minnesota, Minneapolis, đã đè lên cổ George Floyd trong hơn 9 phút dẫn đến cái chết của người đàn ông gốc Phi này. Và thưa quý vị, phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 3 và dự tính thì sẽ kéo dài trong vòng 4 tuần. Nhưng mà bắt đầu từ hôm qua thì các luật sư đã bắt đầu thủ tục tuyển chọn. Chọn ai thưa quý vị? Chọn bồi thẩm viên. Tổng cộng họ sẽ chọn khoảng 14 bồi thẩm viên, trong đó có 12 vị chính thức và có 2 vị dự bị trong trường hợp cần phải thay thế. Và ngày hôm qua Hương Nhà đã chia sẻ với quý vị là các luật sư đại diện ông Derek Chauvin đã chọn ra 3 bồi thẩm viên. Và ngày hôm nay họ chọn được thêm 2 bồi thẩm viên nữa. Và cái thủ tục, như Hương Giang chia sẻ, là cái thủ tục mà chọn bồi thẩm viên hết sức là cẩn trọng và tỉ mỉ và rất là gắt gao. Họ đưa ra những cái câu hỏi, họ dựa vào những cái câu trả lời để đánh giá bước ban đầu. Và họ phỏng vấn, thưa quý vị, những cái câu hỏi phỏng vấn rất là cụ thể. Quý vị có biết là bồi thẩm viên được chọn đầu tiên ngày hôm nay đó là một người đàn ông đã có gia đình. Nhưng mà sắp tới vào ngày 1 tháng 5 thì anh ta cho biết là sẽ đính hôn với hôn thê của mình. Anh sẽ kết hôn với hôn thê của mình. Và người đàn ông này bảo là có lẽ là cái buổi lễ, cái lễ đám cưới này đó, có lẽ là phải bị hoãn thôi. Tại vì bây giờ tôi làm, nếu như tôi được chọn làm bồi thẩm viên của phiên xét xử này, thì có lẽ là phải dời lại đám cưới. Mà mặc dù thì họ đã mời khoảng 30 người thân nhân trong gia đình rồi. Và thưa quý vị, luật sư cũng như là quan tòa đã trấn an là họ sẽ cố, cái dự tính là sẽ kéo dài trong vòng 4 tuần. Như vậy bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 thì hy vọng người đàn ông này, bồi thẩm viên này có thể vẫn giữ đúng được cái lịch đám cưới của mình. Bây giờ quý vị biết, quay trở về những cái cuộc điều tra mà văn phòng biện lý của ông Cyrus Vance, văn phòng biện lý quận New York ở Manhattan, đang điều tra ông Donald Trump và Trump Organization. Vào ngày hôm nay thì truyền thông cho biết là Michael Cohen, cựu luật sư tư của tổng thống, của cựu tổng thống Donald Trump, người chuyên đi sửa sai cho ông Donald Trump, mới đây đã quay trở lại có một cái cuộc họp, có một buổi gặp gỡ với các công tố viên của ông Cyrus Vance. Và điều này cho thấy là các công tố viên có thể đang tìm kiếm thêm thông tin từ Michael Cohen để phục vụ cái cuộc điều tra Trump Organization của họ. Cuộc điều tra, thưa quý vị, rất là rộng, mà bây giờ chúng ta thấy là họ mở rộng qua cả, họ tống trác đòi cho sở thuế của thành phố New York, họ tống trác đòi cho cái công ty mà đã cho cái ông Donald Trump và Trump Organization vay một cái khoản vay 100 mấy chục triệu
cho cái dự án xây cất tòa nhà chọc trời ở Chicago. Và điều này cho thấy là có vẻ như các nhà điều tra đang tăng cường cái cuộc điều tra của mình. Và vấn đề này chúng ta cần phải chờ xem thử như thế nào. Quý vị biết ngày hôm qua Hương Giang có chia sẻ với quý vị cái bản tin là đang có một cái cuộc tranh chấp, đang có một cái sự căng thẳng giữa các nhà lập pháp Cộng Hòa với ông Donald Trump về vấn đề gây quỹ. Ông Donald Trump vào thứ Sáu tuần trước đã gửi cái thư ra cho ba ủy ban: Ủy ban Quốc gia Cộng Hòa, Ủy ban Thượng viện Cộng Hòa, Quốc gia Cộng Hòa và thêm một ủy ban nữa, đó là Ủy ban Quốc hội Cộng Hòa. Thưa quý vị, ông yêu cầu là ba ủy ban này là ngưng sử dụng hình ảnh tên tuổi của ông trong các cuộc gây quỹ, và điều này đã bị họ phản đối. Và ANC, tức là Ủy ban Quốc gia Cộng Hòa, vào ngày hôm thứ Hai đã gửi ra một cái thông báo bác bỏ điều này, bảo rằng họ hoàn toàn có quyền sử dụng hình ảnh tên tuổi, trích dẫn những cái nhân vật của đảng Cộng Hòa để gây quỹ. Và quý vị biết vào tối ngày hôm qua thì cựu Tổng thống Donald Trump đã gửi ra một cái tuyên bố tiếp tục nhấn mạnh đến cái nỗ lực gây quỹ của mình, kêu gọi, thưa quý vị, ông kêu gọi những người ủng hộ là thay vì đóng góp cho những cái ủy ban của Cộng Hòa thì ấm góp cho ủy ban hành động chính trị của ông, đó là Save America. Nhưng mà tối ngày hôm qua thì ông Donald Trump cũng đã đưa vấn đề này ra, thưa quý vị. Ông bảo rằng trong khi ông ủng hộ các ủy ban của Cộng Hòa, nhưng mà ông sẽ không ủng hộ những người mà ông gọi là Rhinos hoặc là Rhinos, thưa quý vị. Đó là những người Cộng Hòa mà ông bảo rằng chỉ mang danh mà thôi, chỉ có cái vỏ Cộng Hòa mà thôi. Và đây họ là những kẻ ngu ngốc. Đó là ai? Đó là, thưa quý vị, 10 vị dân biểu Cộng Hòa đã bỏ phiếu luận tội ông và 7 vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã bỏ phiếu truy tố trong cái phiên xét xử luận tội ông Donald Trump vừa qua tại Thượng viện. Ngày hôm nay có một bản tin, đó là ông Mitch McConnell, lãnh tụ phe thiểu số tại Thượng viện, trong cái bữa ăn trưa, thưa quý vị, bữa ăn trưa thường lệ vào ngày hôm nay vào mỗi thứ Tư, thì ông đã khoe khoang về việc là năm 2020 thì ủy ban, thưa quý vị, cái quỹ lãnh đạo Thượng viện của Cộng Hòa đã gây quỹ được nhiều hơn cái ủy ban hành động chính trị của ông Donald Trump. Và cái con số theo những cái tấm bìa card mà ông McConnell đã sử dụng sau cái phần trình bày của một vị thượng nghị sĩ, thì ông cho thấy là cái quỹ lãnh đạo Thượng viện Cộng Hòa đó, cái quỹ này là dành, thưa quý vị, dành để ủng hộ những cái vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa đương nhiệm, tức là những vị này đang còn ở Thượng viện và họ chuẩn bị ra tái tranh cử hay là những cái hoạt động của họ. Thì theo thông tin, theo cái số liệu mà ông McConnell đưa ra là họ gây quỹ được là 612 triệu, mà cả 3 kỳ, nếu như tổng cộng 3 kỳ thì lên được cả tỷ Mỹ Kim. Và cái con số mà cái ủy ban hành động chính trị của ông Donald Trump thì là 140 mấy triệu. Và ông khoe khoang điều này, và ông khoe khoang giữa cái lúc mà cái căng thẳng giữa Cộng Hòa và cựu Tổng thống về cái vấn đề gây quỹ. Và thưa quý vị, có lẽ là chưa có xong đâu. Nhưng mà quý vị biết, nhân tiện nói về ông Donald Trump, quý vị nhớ là vào hồi đầu tháng 1 đó, thì truyền thông đã tung ra được, đã công bố một cái đoạn băng ghi âm, thưa quý vị. Mà đoạn băng ghi âm này thực ra là từ văn phòng của ông chánh thư ký tiểu bang Georgia, đó là ông Brett Raffensperger. Văn phòng ông đã tung ra một cái đoạn băng ghi lại các cuộc điện đàm mà cựu Tổng thống Donald Trump cùng với dàn cố vấn của mình đã gọi điện cho ông Raffensperger. Về điều gì? Thưa quý vị, yêu cầu ông Raffensperger tìm làm sao cho được hơn 11.000 phiếu để ông Donald Trump có thể thắng cử tại Georgia. Và cái cuộc điện thoại này được coi là một cái vụ Watergate, được coi là một cái vụ scandal, một cái vụ bê bối vào lúc đó. Mà cuộc điện đàm này thì nó diễn ra vào ngày 2 tháng 1. Bây giờ quý vị biết, vào ngày hôm nay, tờ Wall Street Journal đã tung ra một cái
Đoạn băng ghi âm ghi lại một cái cuộc điện đàm khác. Đoạn băng ghi âm này dài 6 phút. Ghi lại cái cuộc điện đàm của ai thưa quý vị? Cuộc điện đàm ông Donald Trump gọi cho lãnh đạo điều tra của văn phòng chánh thư ký tiểu bang Georgia. Quý vị có biết là Francis, bà lãnh đạo văn phòng, lãnh đạo bộ phận điều tra trong cái văn phòng của chánh thư ký tiểu bang Georgia là bà Francis. Vào trước cái lễ Giáng sinh. Lý do tại sao ông Donald Trump gọi cho bà Francis? Thưa quý vị, bởi vì lúc đó bà Francis đang lãnh đạo cái cuộc kiểm toán, tức là tái kiểm phiếu tại quận Cobb. Và trong cái cuộc điện đàm này, ông Donald Trump đã yêu cầu bà Francis là phải dig, đào bới, làm sao tìm, làm sao cho ra những cái thông tin về gian lận bầu cử. Và ông bảo rằng bởi vì tôi thắng lớn tại Georgia. Và nếu như khi mà câu trả lời đúng đắn được tung ra thì bà sẽ được ca ngợi, được khen ngợi rất là nhiều. Và bà Francis tỏ ra hết sức là kinh ngạc khi mà Tổng thống gọi điện cho mình. Và bà bảo rằng bà chia sẻ là bà đánh giá cao bởi vì bà biết ông bận lắm, ông là một người đàn ông. Ông hết sức là bận nhưng mà ông cũng dành thời gian gọi điện cho bà và bà cũng trấn an Tổng thống vào lúc đó là vâng, chúng tôi đang điều tra và chúng tôi sẽ tìm ra sự thật mà dựa vào, chúng tôi sẽ tìm ra được cái kết quả mà dựa vào sự thật. Nhưng mà quý vị nhớ là tại tiểu bang Georgia, các viên chức bầu cử tiểu bang đã tiến hành tái kiểm phiếu 3 lần thưa quý vị. Tái kiểm phiếu bằng máy, tái kiểm phiếu bằng tay, 3 lần đều cho thấy kết quả hầu như không thay đổi, đó là ông Joe Biden đã thắng, đã đánh bại ông Donald Trump hơn 12.000 phiếu. Và như vậy, cái cuộc điện đàm này được tiết lộ vào lúc này cho thấy là cựu tổng thống đã can thiệp thô bạo vào cái vấn đề bầu cử ở tiểu bang Georgia và nó được tung ra vào giữa lúc biện lý quận Fulton đang điều tra hành vi của cựu tổng thống, hành vi can thiệp vào bầu cử của cựu tổng thống. Và trong đó mà Hương Giang đã có dịp trình bày với quý vị là trong đó có thể các nhà điều tra đang nhắm tới một cái cáo buộc, đó là cáo buộc cưỡng ép. Chúng ta chờ xem thử là cái kết quả cuộc điều tra này nó sẽ đi đến như thế nào. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì Thượng viện đã chuẩn thuận ông Merrick Garland làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng trưởng Tư pháp thứ 86 của Hoa Kỳ. Đây là tin tốt lành cho dân chủ và tin rất là tốt lành cho ông Garland. Thưa quý vị, ông Garland là một người được xem là có chuyên môn, là một thẩm phán rất là có trình độ và được rất là được tôn trọng với 20 mấy năm kinh nghiệm. Nhưng mà Nguyên không có nhắc về trước đây ông đã được đề cử vào tố cáo pháp viện như thế nào và thậm chí Cộng hòa lúc đó không có cho ông ra điều trần. Bây giờ với kết quả chuẩn thuận vào ngày hôm nay 70 trên 30 thì ông Merrick Garland sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ. Nhưng mà quý vị biết khi mà ông tiếp nhận Bộ Tư pháp thì đây là một cái thời điểm hết sức là quan trọng và cũng hết sức khó khăn cho Bộ Tư pháp, bởi vì Bộ Tư pháp sau 4 năm dưới nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump thì Bộ Tư pháp đã trở thành một cái cơ quan không còn độc lập nữa, mà cái cơ quan thưa quý vị bị chính trị lôi kéo rất là nhiều. Ông phải đương đầu với tình hình nội bộ, ông phải đương đầu với những cái vấn đề, thứ nhất là kỳ thị chủng tộc, thứ hai là lực lượng thực thi công lực, hay là những cái vấn đề về khủng bố nội địa. Và trong cái phiên điều trần chuẩn thuận trước đây thì ông có tuyên bố, ông bảo rằng ông không có nghĩ đến việc là lý do tại sao mà biện, thưa quý vị, công tố viên đặc biệt được ông William Barr phê chuẩn trước đây, chỉ định trước đây, đó là ông John Durham, lại không thể tiếp tục cuộc điều tra của mình. Cuộc điều tra về cuộc điều tra của FBI về mối quan hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Donald Trump với người Nga.
Và điều này cho thấy cái quan điểm của ông Garland rất là rõ. Sau khi ông lên nắm quyền lãnh đạo Bộ Tư pháp thì ông vẫn để cho cuộc điều tra của ông John Durham được tiếp tục. Điều mà Cộng hòa hết sức là quan ngại là có thể là sau khi nắm quyền thì ông Garland sẽ cho chấm dứt cái cuộc điều tra này. Một cái điểm nữa đó là cái cuộc điều tra Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, sẽ như thế nào? Và liệu ông Joe Biden có can thiệp vào cái cuộc điều tra này hay không? Cho đến giờ thì những cái câu trả lời của ông Garland đã trấn an được Cộng hòa. Đó là lý do mà có cái thú vị, cái số phiếu chuẩn thuận ông là 70-30. Và chúng ta cũng phải chờ xem thử như thế nào. Nhưng mà quý vị biết là vào ngày hôm nay, Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua cái gói cứu trợ 1,9 nghìn tỷ Mỹ Kim của Tổng thống Joe Biden. Mà quý vị có biết đây được xem là cái chiến thắng lập pháp đầu tiên của ông Joe Biden và được xem là một cái chiến thắng rất là lớn trong 50 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ. Bởi vì sau khi Thượng viện thông qua thì Hạ viện thông qua và Tổng thống dự tính sẽ ký thành luật vào ngày thứ Sáu, như Hương Giang chia sẻ với quý vị, dự tính là như vậy, bởi vì ngày 14 tháng 3 là ngày hạn chót cái trợ cấp thất nghiệp của liên bang. Bây giờ Hương Giang chỉ điểm sơ qua cho quý vị, nhắc lại cho quý vị nào mà quý vị không có theo kịp. Đó là trong cái gói cứu trợ lần này thì 1.400 hỗ trợ tiền mặt cho người dân Mỹ. Rồi gia tăng tín dụng thuế. Rồi cấp thêm ngân khoản để phân phối các vaccine. Và cấp thêm ngân khoản, chi ngân khoản để cho các trường học, trường cao đẳng, trường đại học tái mở cửa. Quý vị có biết là giới cấp tiến của Dân Chủ họ thất vọng bởi vì không có cái điều khoản tăng lương tối thiểu liên bang lên 15 đô mỗi giờ. Họ thất vọng lắm. Và có một điểm là cái gói cứu trợ này không có thu hút được bất cứ một cái lá phiếu nào của Cộng hòa, kể cả Hạ viện, kể cả Thượng viện. Mà trong thời gian vận động tranh cử thì ông Joe Biden đã hứa là sẽ đem sự đồng thuận quay trở lại Tòa Bạch Ốc. Tức là lưỡng đảng, ông tìm kiếm sự ủng hộ lưỡng đảng. Nhưng mà cho đến giờ phút này có thể thấy là cái mặt trận này của ông đã thất bại. Nhưng mà, thưa quý vị, tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào từ các nhà lập pháp Cộng hòa về cái gói cứu trợ 1,9 nghìn tỷ Mỹ Kim, bởi vì Cộng hòa cho rằng cái gói này nó tốn kém quá, nó đắt đỏ, nó tốn kém quá. Ngay cả bà Lisa Murkowski từ Alaska, bà cũng bảo rằng là những cái điều khoản trong cái gói cứu trợ này được cử tri của bà ủng hộ, nhưng mà nó tốn kém quá, nó đắt đỏ quá. Tức là cái mặt trận lưỡng đảng của ông Joe Biden cho đến giờ thì coi như là thất bại. Nhưng mà quý vị có biết về cái vấn đề dự luật này, đứng đằng sau Tổng thống Joe Biden là sự ủng hộ của công chúng, sự ủng hộ của đồng bào Mỹ. Bởi vì kinh tế hiện nay đang hết sức là đình trệ. Và các nhà kinh tế gia, thưa quý vị, kinh tế gia họ đánh giá là với cái gói cứu trợ 1,9 nghìn tỷ Mỹ Kim này, nó sẽ là cú hích cho nền kinh tế. Mặc dù nó sẽ gia tăng lạm phát, nhưng mà nó sẽ là cái cú hích để thúc đẩy nền kinh tế. Đây là thành tựu được xem là to lớn nhất của ông Joe Biden trong 50 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ. Và được xem là thành tựu lập pháp lớn nhất, quan trọng nhất hơn bất cứ vị tổng thống nào trong lịch sử hiện đại. Quý vị còn nhớ nó tương tự, cái gói cứu trợ lần này nó tương tự như cái gói cứu trợ 800 triệu Mỹ Kim mà cựu tổng thống Barack Obama đã ký vào năm 2009. Và để trong cái giữa cái bối cảnh là đại suy thoái, và cái gói cứu trợ lần đó của ông Obama được xem là đã ngăn chặn được cái đại suy thoái lần thứ hai, và nó vực lại nền kinh tế trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Obama.
Nhưng mà cái gói cứu trợ lần này gần 2.000 tỷ Mỹ Kim được xem là lớn nhất từ trước đến nay. Và không có sự bất cứ sự hậu thuẫn nào từ Cộng Hòa, nhưng mà đứng đằng sau lưng ông theo thăm dò của Viện Nghiên cứu Pew mới được công bố, thăm dò này là thăm dò mới nhất cho thấy là 70% cử tri Mỹ ủng hộ cái gói cứu trợ này. Và trong đó là có 41% từ Cộng Hòa. Như vậy cái gói cứu trợ này, ngay cả cử tri Cộng Hòa họ ủng hộ rất là mạnh mẽ. Chúng ta nhớ có một lần ông Joe Biden ông bảo lưỡng đảng ở đây không có phải là chỉ có dân chủ có Cộng Hòa, mà lưỡng đảng ở đây là làm theo ý dân, làm theo số đông. Mặc dù quý vị thấy là bây giờ nhìn vào 50 ngày đầu tiên của ông Joe Biden, thì cái thăm dò của hãng AP mới nhất được công bố thì cũng có 70% cử tri Mỹ đã tín nhiệm ông Joe Biden trong cái việc đối phó với đại dịch. Cho đến ngày hôm nay, thưa quý vị, thì nước Mỹ đã chích ngừa khoảng gần 95 triệu liều. 95 triệu liều. Mà trước đó thì ông đưa ra cái mục tiêu là trong 100 ngày đầu tiên thì sẽ có 100 triệu người được chích ngừa COVID-19. Bây giờ với cái đà này, mỗi một ngày nước Mỹ có khoảng hơn 2 triệu, thưa quý vị, hơn 2 triệu người được chích ngừa. Thì với cái đà này thì cái mục tiêu 100 ngày đầu tiên của Tổng thống Joe Biden thì nó sẽ dễ dàng vượt qua 100 triệu người được chích. Bây giờ thưa quý vị, điều này cho thấy là 50 ngày đầu tiên ông đạt được cái thành tựu về lập pháp, ông đạt được cái thành tựu về triển khai vaccine đối phó với đại dịch, nhưng mà vẫn còn một số rất là nhiều khó khăn trên những mặt trận khác, chẳng hạn như mặt trận đối ngoại. Ông đang gặp khó khăn về cái hiệp ước vũ khí hạt nhân với Iran. Ông đang gặp đau đầu, ông đang đau đầu trước những cái yêu cầu đòi hỏi của Thượng viện, của các nhà lập pháp hai bên, cả Dân Chủ, cả Cộng Hòa, về cái cuộc oanh kích, không kích vào các lực lượng dân quân được do Iran hậu thuẫn ở Syria mà được Tổng thống Joe Biden hạ lệnh tấn công vào cuối tháng 2 vừa qua. Rồi bây giờ vấn đề biên giới. Có manh nha, có dấu hiệu sẽ có một cái cuộc khủng hoảng biên giới. Bởi vì bây giờ người di dân, thưa quý vị, di dân đổ về biên giới rất là nhanh. Và đặc biệt là cái con số mà di dân trẻ em, di dân không có người lớn đi cùng tăng chóng mặt. Khiến cho chính phủ trước, khiến cho cựu tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích. Chỉ trích hết sức là gay gắt. Mà cái lời hứa vận động tranh cử của ông Joe Biden là ông sẽ giải quyết vấn đề biên giới một cách nhân đạo hơn so với người tiền nhiệm. Thì sắp tới ông sẽ giải quyết vấn đề biên giới như thế nào? Đây là những cái thách thức trước mắt của ông Joe Biden. Không có dễ dàng gì. Nhưng mà thưa quý vị, tờ Business Insider họ đánh giá là nếu như nhìn vào tất cả các khía cạnh thì Tổng thống Joe Biden được đánh giá là đã thành công một cách lịch sử trong 50 ngày đầu tiên. Theo đúng lời của Business Insider, ông đã không có thực hiện được lời cam kết là đưa cái sự đồng thuận lưỡng đảng quay trở lại Điện Capitol. Nhưng mà ông đã được đạt được thành công theo ý nguyện của người dân về cái gói cứu trợ kinh tế, về vấn đề đại dịch. Cũng nhân tiện nói về vấn đề đại dịch, quý vị biết là tiểu bang Texas đã nhấc bỏ cái lệnh mang khẩu trang che mặt khi đi ra ngoài đường và cho các cơ sở kinh doanh thương mại mở cửa lại. Nhưng mà tại tiểu bang Texas, thành phố Austin với vị thị trưởng là một vị thị trưởng dân chủ vẫn giữ nguyên cái lệnh bắt buộc mang khẩu trang. Và chính vì vậy, tổng địa lý của tiểu bang Texas,
ông Ken Paxton vào ngày hôm nay đã đưa ra một cái tối hậu thư là nếu như mà không gỡ bỏ cái lệnh này thì sẽ đối diện với những hành động pháp lý. Họ sẽ có những cái biện pháp pháp lý. Mà ông Ken Paxton thì quý vị biết rồi, ông những cái vụ kiện mà do ông khởi xướng thì đa phần, thưa quý vị, đều rớt đài hết. Mà chúng ta nhớ là ông khởi xướng cái vụ kiện đòi hủy kết quả bầu cử ở những cái những tiểu bang trọng yếu mà ông Donald Trump thua. Và cuối cùng lên tới tối bị tòa cấp dưới bác bỏ, hy vọng Cộng hòa hy vọng lên tối cao pháp viện thì sẽ được, thưa quý vị, ưu ái. Nhưng mà tối cao pháp viện vẫn lắc đầu trả lại cho ông tổng biện lý này. Chúng ta chờ, trong khi đó và cho đến trận chiều tối ngày hôm nay thì ông thị trưởng của thành phố Austin vẫn lên tiếng bênh vực cái hành động của mình. Thì chờ xem thử là cái vụ này nó sẽ đi đến đâu. Và quý vị biết là hồi nãy Hương Giang có nói về vấn đề cái gói cứu trợ 1,9 nghìn tỷ Mỹ Kim nó không có rà, không có một lá phiếu của Cộng hòa nào. Nhưng mà quý vị có biết là Thượng nghị sĩ Roger Wilson, Thượng nghị sĩ Cộng hòa từ tiểu bang Mississippi đã giành điểm, thưa quý vị. Giành điểm, lý do gì? Quý vị có biết, ông bỏ phiếu chống, nhưng mà bây giờ ông ca ngợi cái điều khoản. Bởi vì trong cái gói cứu trợ này có dành ra cái khoảng 28,6 tỷ Mỹ Kim nhằm hỗ trợ cho các nhà hàng. Quý vị biết từ đại dịch cho đến nay thì có khoảng 110.000 nhà hàng đóng cửa. Mà quý vị biết là nhiều khi mà quanh vùng vịnh San Francisco của Hương Giang thôi, mà Hương Giang đọc cái mỗi một ngày mà xem tin đó, sốt ruột lắm. Có những nhà hàng 80 năm, có những nhà hàng 40 năm, có những nhà hàng nổi tiếng họ đã không cầm cự được qua cái cơn đại dịch này và họ phải buộc công bố phá sản. 110.000, ít nhất là 110.000 nhà hàng đã bị đóng cửa. Và trong cái gói cứu trợ của Tổng thống Joe Biden có 28,6 tỷ Mỹ Kim dành hỗ trợ nhà hàng. Và ông Wilson, Roger Wilson đã ngay lập tức ca ngợi cái vấn đề này và bảo rằng các cơ sở thương mại về ngành ăn uống sẽ rất là cần đến khoản cứu trợ này. Và ngay lập tức ông vấp phải phản đối. Ông phản đối cái gói cứu trợ này mà. Thưa quý vị, quý vị có biết vào ngày hôm nay lại có thêm một người phụ nữ nữa lên tiếng tố cáo ông Andrew Cuomo, thống đốc của tiểu bang New York, đã sàm sỡ tình dục. Mà lần này đó, cái cáo buộc này nó nặng nhất từ trước đến nay, bảo rằng ông Andrew Cuomo đã gọi nạn nhân này đến bởi vì đến dân cư riêng của ông, bởi vì ông cái điện thoại của ông không có work, và trong căn phòng của ông thì ông đã giở trò sàm sỡ. Và quý vị biết bây giờ có vẻ như Andrew Cuomo đã đứng sát cái bờ vực là sẽ bị bãi nhiệm. Đây là nhiệm kỳ thống đốc thứ 3 của ông. Và nếu như ông bị bãi nhiệm thì ai sẽ lên, thưa quý vị? Bà phó thống đốc của tiểu bang New York mà Hương Giang mới liếc qua thôi. Hương Giang chưa có đọc toàn bộ cái tiểu sử của bà, không biết là kinh nghiệm như thế nào, tại vì Hương Giang không có đủ thời gian. Đó là bà Hochul. Thì nếu như mà ông Andrew Cuomo bị trút phế, bị bãi nhiệm, thì bà Hochul sẽ lên tạm nắm quyền. Và thưa quý vị, nói về các nhà lập pháp Cộng hòa, quý vị biết ngày hôm qua Hương Giang chia sẻ với quý vị bà Marjorie Taylor Greene. Thì ngày hôm nay bà Taylor Greene, cái tên bà cũng được nhắc đến nữa. Đó là khi mà Hạ viện đang trong cái thủ tục để thông qua cái gói cứu trợ 1,9 nghìn tỷ Mỹ Kim, thì bà lại đưa ra cái thỉnh nguyện là tạm ngưng cái phiên họp ngày hôm nay, bác buộc các nhà lập pháp tại Hạ viện phải bỏ phiếu về cái thỉnh nguyện này. Và quý vị nhớ là Hương Giang chia sẻ với quý vị, trong tuần trước chỉ trong 6 ngày bà làm cái động tác này là 3 lần. Và đây là lần thứ 4. Thượng Hạ viện đang họp, bà yêu cầu là ngưng lại và phải đưa ra bỏ phiếu. Lần đầu, Cộng hòa không ai nói gì. Lần thứ 2 bắt đầu có những ý kiến phản đối.
Lần thứ ba khi mà bỏ phiếu cái thỉnh nguyện của bà Green đó, thì 18 vị dân biểu Cộng hòa đã phản đối. Quý vị có biết vào ngày hôm nay cái số phiếu này nó tăng lên bao nhiêu? 40 phiếu. Điều này cho thấy là Cộng hòa bây giờ họ ngán cái bà Marjorie Taylor Greene tới tận cổ rồi. Chúng ta nhớ là bà Greene không có nằm trong bất cứ ủy ban nào hết. Bà làm cái động tác là bà yêu cầu ngưng cái phiên họp này để làm gì? Để không phải phản đối cái dự luật, mà đây là một chiêu trò để lôi kéo sự chú ý, để lôi ánh sáng truyền hình, để kéo thêm tiền gây quỹ từ những người ủng hộ bà. Mục đích chỉ có như vậy. Và Cộng hòa, thú vị, với 40 lá phiếu vào ngày hôm nay cho thấy là Cộng hòa đưa ra một cái thông điệp: hey, tụi tôi ngán tới tận cổ rồi, bà rảnh quá. Ngày hôm qua có dân biểu Cộng hòa bảo bà này rảnh quá, thì bây giờ họ bảo enough is enough, đủ rồi, đừng có chơi mấy cái chiêu trò này nữa. Để xem cái nữ dân biểu quái chiêu này còn làm những gì nữa. Và quý vị có biết là ngày hôm nay đó, Hương Giang đi trên đường, Hương Giang chia sẻ với quý vị là cứ mỗi buổi sáng đó, khi mà đi làm thì Hương Giang hay nghe radio, một cái chương trình radio, cái đài 99.5 của vùng vịnh San Francisco, đó là đài Mỹ, thú vị. Và họ có những cái thông tin, có những cái chương trình rất là nhẹ nhàng, và đây là một trong những cái đài radio thu hút người nghe đông nhất ở vùng vịnh San Francisco. Và thú vị, có rất là nhiều người chia sẻ là trong thời gian đại dịch và họ bị depressed. Họ bị depressed không có phải đơn giản, mà có những người bị depressed mà họ đóng sập cánh cửa lại, họ không muốn giao tiếp với ai, họ không có tập trung vào được với công việc. Và điều này Hương Giang chợt nhận ra là chuyện mà người ta bị depressed đó, bị trầm uất trong thời gian đại dịch, trong một năm thưa quý vị, chỉ còn một tuần nữa là đúng một năm California đóng cửa. Điều này cho thấy là cái trầm uất này nó nghiêm trọng lắm quý vị, chứ không phải là đơn giản. Mà quý vị biết là so với người Mỹ đó, thì người châu Á được xem là handle, họ giải quyết cái áp lực, cái căng thẳng trong đời sống hàng ngày của họ dễ dàng hơn là những cái sắc dân khác, đặc biệt đối với sắc dân trắng. Và quý vị có biết là nhiều người chia sẻ là họ bị trầm uất. Và ngày hôm nay thì tạp chí People cũng đã đăng cái bài phỏng vấn với cựu đệ nhất phu nhân bà Michelle Obama. Và thưa quý vị, bà chia sẻ cái kinh nghiệm tương tự như vậy. Bà cũng bị depressed trong quá trình đại dịch. Như vậy cái căn bệnh trầm uất này, thưa quý vị, nó không có chừa bất cứ ai. Cho nên thưa quý vị, Hương Giang muốn nhắn gửi quý vị là nếu như quý vị mà rơi vào trường hợp bị trầm uất vì bất cứ lý do gì, vì đại dịch hay là vì những cái áp lực công việc, áp lực đời sống hàng ngày, hay là mất mát người thân, thưa quý vị, còn có rất là nhiều cái vòng tay, những cái chỗ dựa ở bên ngoài. Quý vị hãy tìm, đừng có thu mình vào để làm cho cái căn bệnh nó trầm trọng hơn. Và Hương Giang biết là trầm uất đó, trầm cảm đó, nó xảy ra trong cộng đồng Việt Nam của mình cũng rất là nhiều. Đó là cái thông điệp mà Hương Giang muốn gửi tới quý vị trong cái bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng. Xin chào và xin hẹn gặp lại.